Cô gái này đang bị uy hiếp phải mang mạng mình ra để làm nguyên liệu nâng cao tu vi cho một con ác quỷ gian xảo u thất quỷ. Lúc cô ấy sắp vào tay u quỷ thất thì đã được tạ thiên dương một người trượng nghĩa cứu giúp. Nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ. Phải cần tới nhân vật chính của chúng ta chắc phàm, vốn là ma hoàng lừng lẫy một thời. Ai ngờ bây giờ tại phải xuống đáy biển để bơi lên, trở thành vua của thiên quốc. Ở tập trước tạ thiên dương đã cố gắng để cứu tiểu ngưng. Những sự cố gắng của cậu chỉ làm cho cười trong mắt u quỷ thất. Ông ta đem 10 nhà của tiểu ngưng ra làm con tim làm cho tạ thiên dương càng thêm vô vọng Tiểu Ngưng bây giờ bị giam trong tay người của U Quỷ Thất cũng không lấy mạng mình để uy hiếp ông ta được nữa. Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì nam chính của chúng ta xuất hiện, Trác Phàm trong đôi cánh cứ như thánh thần giáng thế, U Quỷ Thất thấy Trác Phàm thì cũng dè chừng, bất bất cười lại, Tạ Thiên Dương cũng giới thiệu cho Kiếm Tùy Phong Trác Phàm, Kiếm Tùy Phong nhìn cậu trai lực lưỡng này, thực sự muốn nhận xét một cách rõ ràng, U Quỷ Thất vì sợ Trác Phàm lại giở trò nên bảo người đồ đệ thân nhất của mình là Minh Nhi lên trước. Minh Nhi run run như cầy sấy nhìn Trác Phàm thôi mà muốn đái ra quần, U Quỷ Thất thế đạp hắn một phát, Minh Nhi nhìn chắc phàm càng lúc càng thêm sợ. Lúc này mới nói ra sự thật, người đang đứng trước mặt U Thất Quỷ chính là tên quản gia chắc phàm của Lạc Gia, người giết vân trưởng lão và giản trưởng lão. U Thất Quỷ khá bất ngờ và cũng hiểu ra tại sao Minh Nhi lại sợ hãi chắc phàm đến vậy. Trong người Minh Nhi đã nảy sinh tâm ma không thể thoát khỏi. Muốn giúp hắn ta thì chỉ có thể để hắn tự mình giết chắc phàm mà thôi. Thấy ý chí Minh Nhi yếu, U Thất Quỷ cho thưởng cho những thành viên còn lại khi giết được chắc phàm. Thế là một đám người khác cũng xung phong nghênh chiến. Một anh chàng to con lên trước, không nói nhiều mà đấm thẳng vào người chắc phàm. Chắc phàm đứng im cho tên cho con này đánh. Ai ngờ mới đấm một cái mà mấy ngón tay của hắn vặn vẹo hết cả lên. Chắc phàm nhẹ nhàng đấm lủng người hắn. Giờ thì người Chắc phàm cứng hơn cả kim cương. Đánh theo kiểu tính chất vật lý này làm sao mà ăn được? U quỷ thất mặt đen như khỉ, lấy luôn ra ma bảo tứ phẩm của mình xích lại Chắc phàm. Mới vào trận mà hắn đã lấy ra vũ khí mạnh của mình, thì đúng là U quỷ thất đã phải biết sợ trước một con quái vật Chắc phàm. Chắc phàm bị trói trong tay của U quỷ thất, chỉ cười cười rồi nói tất cả những suy nghĩ ở trong đầu U quỷ thất ra u quỷ thất chính là muốn nhân lúc trác phàm đánh tên kia xong đứng xả hơi thì chơi lén trác phàm u quỷ thất sợ nhưng vẫn cười tự tin rằng mình đã trói được trác phàm thì cậu ta có thể làm gì được trác phàm cười lớn cậu cũng lôi ra món đồ chơi mới tạo ra được của mình u quỷ thất không ngờ một đoàn cốt cảnh như trác phàm lại có thể tỉ mỉ làm ra được ma bảo phi hành lục phẩm nhưng ông ta vẫn tự tin vào thực lực thiên huyền cảnh của mình quật mạnh đôi roi kia hướng thẳng đến trác phàm trác phàm đứng trước đòn tấn công đó biết rõ được sự đáng sợ của thiên huyền chính là cận chiến mà máy bảo phi hành làm sao có thể bổ sung sự thiếu sót đó cho chắc phàm được nên là vừa nói xong thì cậu biến đôi cánh của mình thành một bàn tay cản lại bộ dây âm dương song tỏa của u quý thất u quỷ thất không thể tin được đôi cánh kia không phải là ma bảo phi hành u quỷ thất điên lên tăng nhanh tốc độ của âm dương song tỏa cuộc từ nhiều hướng vào người chắc phàm chắc phàm bình tĩnh một vụ nổ lớn xảy ra sau làn khói thì chắc phàm vẫn đứng đó không một vết tích u quỷ thất bất ngờ điều khiển âm dương song tỏa tấn công phía sau lưng chắc phàm nhưng cậu ta đã đoán được rồi điều khiển đôi cánh nắm lại nó cùng lúc này thì u quỷ thất cầm ngư chàng thích đâm thẳng vào người chắc phàm nhưng chắc phàm đã tính cả rồi đó chỉ là tàn ảnh của cậu chắc phàm xuất hiện ở một chỗ khác dùng đôi cánh của mình chọc thẳng vào người u thất quỷ u thất quỷ vẫn kịp dùng ma bảo của mình cuốn lấy nó chắc phàm đứng gần u quỷ thất cả khịa đến mức làm cho hắn điên lên liên tục lao đến chém lia chém lịa hai người dùng tốc độ âm thanh để solo với nhau tạ thiên dương đứng dưới cũng chẳng biết đâu với đâu chỉ biết nhờ kiếm tùy phong nhìn hộ kiếm tùy phong bây giờ đã toát mồ hôi hột khi xem chắc phàm thể hiện chắc phàm lúc này đều đang đàn áp u quỷ thất cậu ta vừa chơi với u quỷ thất vừa lúc coi làm thịt đám thuộc hạ của lão ta chắc phàm lần này phục thù với một cách tàn độc nhất không chỉ giết u quỷ thất còn phải giết tất cả những gì ông ta có u quỷ thất sau một hồi giao chiến với chắc phàm thì phải lùi lại lúc nãy ông ta đã đem hết thực lực của mình ra nhưng vẫn không kết liễu được chắc phàm chứng tỏ thực lực của chắc phàm đã hơn hẳn hắn nhưng với cái danh thất quỷ linh lung thì làm gì u quỷ thất hết cách hắn ta giả vờ tấn công chắc phàm rồi chuyển hướng nhanh như thoát định tấn công tiểu ngưng may mà chắc phàm vẫn kịp bảo vệ cô bé u quỷ thất giờ đã biết điểm yếu của chắc phàm đó chính là tiểu ngưng ông ta đã khai thông bề tắc nên có vẻ hơi đắc ý chắc phàm thì vẫn chừng mắt coi thường lão già này u quỷ thất nhảy lên cao lấy ra bộ võ kỹ huyền giai của u minh cốc quỷ diện ấn chiêu này có thể tấn công vào nguyên thần làm hủy diệt tinh thần của đối phương chắc phàm vẫn tự tin đứng trước để bảo vệ cho tiểu ngưng u quỷ thất tự tin chiến thắng phi thẳng quỷ diện ấn nuốt lấy chắc phàm chắc phàm đẩy tiểu ngư sang một bên liếm trọn đòn đánh kia thấy vậy Kiếm Tùy Phong và Tạ Thiên Dương chỉ còn biết lắc đầu, còn Tiểu Ngưng thì gào khóc, chắc phàm bên trong quỷ diện ấn vẫn chả làm sao. Điều khiển ngọn lửa màu xanh trên chán phá tan vòng bao bọc màu đen kia, khinh cười cho trẻ con này của U Thất Quỷ. Chắc phàm bây giờ mới phản công, cậu ta tự tin rằng chỉ trong một chiêu mình có thể đưa U Thất Quỷ về trời. U Thất Quỷ gào lớn lên coi những lời nói vừa rồi của Trác phàm chỉ là vớ vẩn, nhưng trong lòng hắn hiểu được, Trác phàm đến đây báo thù, cứu Tiểu Ngưng chỉ là nhân tiện, và đâu chỉ giết U Thất Quỷ không đâu. Chắc phàm là muốn đánh ta mưu trí mà hắn ta luôn tự hào khiến u thất quỷ chết cũng không thể nhắm mắt được bây giờ cũng đã hết thời gian chuẩn bị chắc phàm như tên lửa lao lên chỗ u thất quỷ u thất quỷ dùng ma bảo tứ phẩm của mình nhưng vẫn không ngăn được chắc phàm nhưng u quỷ thất cũng mang ra chiêu mình đã giấu âm dương song tỏa còn có con thứ ba chắc phàm thấy thế nhưng vẫn chẳng lo dùng huyết anh với bản độ mới cứng xuyên thẳng qua con thứ ba của âm dương song tỏa lấy đi một cánh tay của u thất quỷ lúc này chắc phàm cũng đã sẵn sàng nắm đấm ô thất khuỷu tay bên kia cũng đã lôi ra ngư chẳng thích nắm đấm của Trác Phàm và Ngư Tràng thích của U Thất Quỷ va chạm vào nhau, nhưng như chẳng thích mới chạm vào tay Trác Phàm thì đã vỡ vụn thành từng mảnh. U Thất Quỷ bị Trác Phàm đấm cho một cú thông gió sang hẳn bên kia, thân thể của Trác Phàm bây giờ cứng đến nỗi có thể so với ma bảo ngũ phẩm. Mấy cái đồ chơi hàng Trung Quốc của U Thất Quỷ làm sao ăn lại thân thể của Trác Phàm? Trác Phàm ném xác của U Thất Quỷ đập mạnh xuống đất, như một con quỷ trên bầu trời nhìn những người ở dưới, kiếm tùy phong và tạ thiên dương thì sợ vãi cả đái, chỉ khắc ghi trong tâm rằng sau này không được đắc tội với Trác Phàm. Chắc phàm giải quyết xong lão già kia thì bay xuống đứng trước mặt Tiểu Ngưng, nhất cô ấy lên rồi lại bay đi. Tạ Thiên Dương nghiến răng khi thấy cảnh này, kiếm tùy phong thì chả quan tâm, bảo Tạ Thiên Dương hãy cứu lấy những người trong dòng họ Tiết gia, vì họ sẽ có hữu dụng với sau này. Nếu kiếm hồ phủ có nhớ đắc tội với chắc phàm thì còn có thể đem Tiết gia ra, ra làm con tin, đối phó với chắc phàm. Tạ Thiên Dương cay như sát ớt, khổ công như vậy định làm đại anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ tất cả màn diễn chỉ để Trác phàm tỏa sáng. Lúc này thì Trác phàm đã đem Tiểu Ngưng ra ngoài thành, thực hiện lời hứa của mình cậu giải quyết xong giao kèo cũng tạm biệt tiểu ngưng tiểu ngưng muốn đi theo chắc phàm nhưng tất nhiên là cậu không đồng ý chắc phàm là một người tu luyện ma đạo không thể có quan hệ vấn vương với ai tiểu ngưng sau này chỉ có thể dựa vào tạ thiên dương của kiếm hầu phủ từ đó sẽ để chắc phàm yên tâm đi ngao du một tháng sau thì thông tin chắc phàm một đòn giết u quỷ thất đã lan rộng từ người đứng đầu thiên vũ chắc phàm đã nhận được thông tin đến ra các trường phong người có bộ não to nhất thiên quốc và cả đến phủ tế tự đế đâu cùng lúc đó thông tin cũng được chuyển đến tổng bộ của tiềm long các mấy trưởng lão của tiềm long các sau khi nghe được thông tin này thì vui sướng khó tả lập tức tăng viện trợ cho lạc gia đồng thời phái người bảo vệ sự an nguy của lạc gia giờ đây thì cái tên trác phàm đã danh chấn thiên hạ rồi tất nhiên là những người cầm đầu u minh cốc cũng đã nhận được thông tin này tên đồ đệ thân cận với u thất quỷ minh Nhi vẫn thoát được mà đến đây báo tin không chỉ báo u thất quỷ đã chết mà cả giàn trưởng lão vân trưởng lão cũng đã ra đi trong tay của trác phàm cậu chủ nghe thấy tin này thì điên lên chỉ muốn giết minh nhi để xả giận mấy vị trưởng lão kia cũng lên tiếng muốn xử lý trác phàm U cốc chủ nghiến răng muốn đến tìm lạc gia để tính nhưng đã bị trưởng lão ngắn lại vì hoàng đế đã có lệnh cấm không cho ai tiến vào thành phong lâm. Một vị trưởng lão khác cũng lên tiếng đồng ý. Ngũ cốc chủ nghe thấy thì muốn tức điên vì chả có cách nào giải quyết được lạc gia. Lúc này Minh Nhi ở dưới cũng chĩa mõm vào để đưa ra một kế sách vì không còn ưu thức quỷ nên U cấp chủ cũng phải đành lòng nghe thử kế sách của tên này. Minh Nhi muốn giải quyết chắc phàm mà không cần động đến lạc gia vì bây giờ chắc phàm đang ngao du ở bên ngoài nên có thể chuyên tâm đối phó với chắc phàm. Ngũ cốc chủ cũng thấy khá thú vị một vị trưởng lão ở dưới cẩn thận đề nghị cho lão ngũ một người có cơ thể cứng cáp trong u minh cốc hắn ta rèn luyện dựa vào sinh viên ma kim cương bất hoại vừa hay có thể sanh chín một trận với chắc phàm lão ngũ thì tỏ vẻ nhờ nhơ không thèm lo báo thủ gia tộc mà muốn đến tham gia hội họp bách đan ở hoa vũ lâu u cốc chủ tuy không muốn cho lão ngủ đi nhưng hoa vũ lâu là một thất thế gia đã có ý mời tên lão ngũ kia đi thì cũng muốn nhân cơ hội lần này luyện chế một ít đan dược mới và mình nhi cũng đã được chấp nhận để tham gia vào hội nghị của trưởng lão u minh cốc thay cho vị trí của u quỷ thất lúc này cảnh chuyện cũng chuyển tới núi hắc phong hậu sơn của lạc gia lúc này lão bàng vẫn đang tu luyện bộ công pháp ma sát quyết mà chắc phàm đưa cho lôi cô nương đã bí mật đến đây cô ấy giờ cũng đã khác tiềm ảnh quyết mà cô ấy luyện càng lúc càng lợi hại di chuyển mà không có tí động tĩnh gì lần cô ấy đến đây cũng là vì báo tin mà là tin gì thì các bạn nhớ xem tập sau nhé kết thúc video ngày hôm nay để xem phần tiếp theo thì bà hãy bấm vào kênh triệu gia chọn danh sách phát để xem tập mới nha đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới xin cảm ơn và hẹn gặp lại